Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp số tiền tương đương 6% GDP để giải cứu SCB. Ngày 4 tháng 6, VOA Tiếng Việt đưa tin, Reuters, Nhà nước Việt Nam chi hàng chục đô la để giải cứu SCB khi bị rút tiền ồ ạt. VOA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho ngân hàng SCB vay thêm 1,2 tỷ đô la trong 2 tháng qua, nâng tổng số tiền lên tới 24,5 tỷ đô la trong một phần nỗ lực giải cứu người gửi tiền vào ngân hàng này. Khoản giải cứu khổng lồ đối với người gửi tiền của SCB trong các khoản vay đặc biệt cho đến nay đã khiến Ngân hàng Nhà nước phải cung cấp số tiền tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của Việt Nam. VOA nhắc lại, hãng tin quốc tế trên đã đưa tin vào tháng 4 rằng Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành một cuộc giải cứu chưa từng có đối với SCB, một ngân hàng đang vướng vào vụ gian lận tài chính lớn nhất Việt Nam mà một nguồn tin vào thời điểm đó cho biết sẽ sụp đổ nếu không có nguồn hỗ trợ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn tài liệu do SCB lập cho hay, tính đến ngày 29 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã cho SCB vay 622.000 tỷ đồng, tương đương 24,5 tỷ đô la. Khoản tiền này đã tăng từ mức 592.000 tỷ đồng tính đến ngày 2 tháng 4. Tài liệu cho thấy SCB đã sử dụng quỹ Ngân hàng Nhà nước để giúp giải quyết các khoản rút và thanh toán gồm 626.000 tỷ đồng kể từ tháng 10 năm 2022. Khi ngân hàng này được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, khi đó SCB có số tiền gửi là 669.000 tỷ đồng. VOA cho biết người gửi tiền đồng loạt rút tiền khỏi SCB vì vụ bắt giữ vào tháng 10 năm 2022 đối với bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan, người bị kết án tử hình vào tháng 4 vừa qua, sau khi bị kết tội chủ mưu vụ lừa đảo lớn tại ngân hàng này. Các thẩm phán kết luận rằng bà đã chiếm đoạt khoản vay 12,5 tỷ đô la từ SCB cho các công ty vỏ bọc, trong khi kiểm soát ngân hàng thông qua các bên ủy quyền. Bà Lan không nhận tội và đã kháng cáo phán quyết. VOA dẫn chương trình đảm bảo tiền gửi chính thức của Việt Nam. Theo đó, chỉ có khoảng 5.000 đô la được bảo hiểm cho mỗi người gửi tiền ở mỗi ngân hàng. Nhưng tính đến đầu tháng 4, lượng tiền mặt mà Ngân hàng Nhà nước bơm vào SCB đã lên tới khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. VOA cũng dẫn dữ liệu công khai mới nhất cho thấy nguồn cung tiền đã tăng khoảng 82 tỷ đô la từ tháng 9 năm 2022 tới tháng 2 năm nay, dù Ngân hàng Nhà nước chưa cho biết họ đã cung cấp cho khoản vay quy mô lớn cho SCB như thế nào. Và đây là hình người dân kéo đến ngân hàng SCB ồ ạt rút tiền. Đó là mức tăng 15% so với mức tăng trưởng GDP, gần 6% trong cùng kỳ, theo phân tích của các hãng tin quốc tế về các dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan Thống kê Việt Nam. Trong khi đó, theo VOA, dự trữ ngoại hối của Việt Nam phần lớn vẫn ổn định, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã bán đô la trong những tuần gần đây để hỗ trợ đồng nội tệ. VOA nhận xét, khó khăn của SCB xảy ra khi ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với rủi ro ngày càng tăng do tình trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro lớn hơn đối với hệ thống tài chính. Vào tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết họ đang tiếp tục hỗ trợ SCB theo lộ trình tái cơ cấu, một động thái mà cơ quan xếp hạng Fitch coi là một dấu hiệu tích cực về cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong việc giúp đỡ các ngân hàng quan trọng. VOA dẫn nhận định của Fitch cho biết thêm rằng, trong khi những khó khăn của SCB cho thấy những bất cập trong giám sát tài chính của Việt Nam, những nỗ lực giải cứu chưa từng có của nhà nước đã không tạo ra rủi ro lây lan mới trong hệ thống ngân hàng. Nhưng nguồn cung tiền tăng lên vào thời điểm đồng Việt Nam suy yếu, góp phần làm tăng lạm phát, mà trong tháng 5 đã vượt quá 4,4%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp số tiền tương đương 6% GDP để giải cứu cho SCB. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Không ai đáng bị cầm tù chỉ vì có quan điểm trái ngược với chính quyền. Ngày 2 tháng 6, Báo Tiếng Dân đăng tải bài viết của luật sư Đặng Đình Mạnh với tựa đề "Sao lại hồ hởi với việc Osin bị bắt?" Kèm theo bài viết là lời bình của Báo Tiếng Dân cho biết mặc dù truyền thông, lề đảng vẫn chưa xác nhận, nhưng thông tin nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy Sang, bút danh Osin, tác giả bên thắng cuộc bị bắt đã làm nóng cộng đồng mạng. Một số người cho rằng nhà báo Huy Đức là người của phe này, phe kia, nhưng chúng tôi nghĩ Ông chỉ đơn giản là một cây bút bất đồng chính kiến đang sống trong thể chế độc tài. Những bài viết của ông nói lên quan điểm của mình hoàn toàn khác với quan điểm của nhà cầm quyền, cho nên chuyện ông bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Và có thể ông cũng đã đoán trước được, bởi trong chế độ này, dám viết như ông không bị bắt mới là lạ. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Sau đây là bài viết của luật sư Đặng Đình Mạnh, sau khi cô Lê Nguyễn Hương Trà, tức cô gái đầu lòng, cây viết thạo tin nhất Việt Nam đưa tin, nhà báo Huy Đức, tức Trương Huy Sang Osin, vừa bị bắt giữ, khởi tố hình sự và khám xét nơi ở, thì khá nhiều bạn tỏ vẻ hồ hởi. Tôi hơi ngạc nhiên, vì nếu không có mối thâm thù riêng tư gì với Huy Đức, thì sao các bạn lại vui như vậy? Theo dõi Huy Đức từ lâu, tôi nhận thấy anh ấy là người rất điềm đạm trên trang Facebook của mình, không sa đà vào những tranh cãi trước những lời bình luận trái chiều hoặc khiêu khích. Nếu các bạn cho rằng Huy Đức là người được ông Trọng chống lưng, tôi đồng ý. Nếu các bạn cho rằng Huy Đức là cái viết đấm đá cho phe cánh trong chế độ, tôi vẫn đồng ý. Nhưng những điều đó chưa đủ vẽ lên chân dung đầy đủ của Huy Đức để mà chúng ta có thể phán xét, quy chụp. Chắc nhiều bạn còn nhớ, Huy Đức đã là tác giả của bộ sách Bên Thắng Cuộc khi đưa công khai ra trước công chúng toàn bộ chuyện cung đình của chế độ, kéo dài trong nhiều thập kỷ, liên quan đến hàng trăm nhân vật, sự kiện mang tầm vóc lịch sử. Trong đó có nhiều nhân vật, sự kiện công chúng chỉ biết qua sự xét đoán, thông tin rời rạc, thì nhờ nhà báo Huy Đức qua bộ sách Bên Thắng Cuộc mà các sự kiện đó đã được xác nhận là sự thật lịch sử. Không chỉ là sự thật lịch sử mà còn cho thấy rõ bản chất phản động là bộ mặt thật đầy xấu xí của chế độ. Và đây là hình nhà báo Huy Đức trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Thỉnh thoảng, trên trang mạng xã hội của mình, Huy Đức vẫn đăng tải các bài viết có nội dung đánh giá về chính sách, về nhân vật chính trị đương thời, như lời một ký giả đang làm việc tại một đài truyền thông lớn của Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington DC đã đánh giá về Huy Đức khi biết tin anh ấy bị bắt giữ. Huy Đức viết đánh thẳng vào đầu não, chứ đâu phải là người chỉ đánh từ vai trở xuống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thừa nhận, Huy Đức đã không viết để đánh người chống lưng cho mình. Chỉ với mấy tầng ấy việc, Huy Đức đã là cây viết gần đúng với thiên chức nhà báo nhất mà chúng ta đã từng biết. Anh ấy bị bắt giữ, khởi tố hình sự, chứng tỏ anh ấy đã viết những điều mà chế độ không cho phép viết. Cho thấy anh ấy đã bản lĩnh hơn cả hàng vạn cây viết, được xưng danh nhà báo cách mạng, nhưng chỉ viết một chiều, kể cả viết dối trá và viết những điều được phép viết. Thậm chí, cho dù chúng ta không hài lòng hoặc có quan điểm trái ngược với những vấn đề mà nhà báo Huy Đức đã từng viết, đề cập, thì việc chế độ đàn áp anh ấy chỉ vì những bài viết thể hiện quan điểm chính trị của một người thì cũng vẫn là bất công. Vì lẽ thế giới văn minh không ai cầm tù những người có quan điểm, nhận thức và viết trái với chính sách, quan điểm của chính quyền cả. Tôi đã từng thấy nhiều bạn trích dẫn câu nói kinh điển thường được cho là của Voltaire, nhà văn, nhà tư tưởng Pháp Quốc rằng: tôi không đồng tình với những gì bạn phát biểu, nhưng tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết để bảo vệ quyền được phát biểu của bạn. Cho nên lúc này, hồ hởi trước việc nhà báo Huy Đức bị chế độ bắt giữ, khởi tố hình sự, chẳng khác nào chúng ta hồ hởi trước quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí bị chế độ tước đoạt cả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Không ai đáng bị cầm tù chỉ vì có quan điểm trái ngược với chính quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.